thì đó là 1m4, hơn 1m4. Thông thường thì bàn tròn sẽ có kích thước khoảng là 1m5. Đấy các bác, 1m5. Ở bên dưới này thì có các loại chân. Hello, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đến với video của Sơn. Thì trong thời gian vừa qua khi mà Sơn làm video thì có khá là nhiều bác về quan tâm về cái chủ đề bàn tròn và bàn ăn nguyên khối. Thì có nhiều người quan tâm điều này nên là Sơn quyết định làm một cái video chuyên chia sẻ về cái chủ đề bàn tròn nguyên khối. Và ở ngay sau lưng của Sơn đây có rất nhiều các bộ bàn tròn khác nhau. Thì bây giờ Sơn sẽ review và giới thiệu từng bộ bàn tròn để các bác có thể là hiểu thêm về dòng bàn tròn nguyên khối này và tại sao nó lại được ưa chuộng như vậy. Bác hãy cùng xem hết video nhé. Đây thì ở trước mặt màn hình của các bác, đây là một bộ bàn tròn nguyên khối và với chất liệu gỗ, đây là gỗ gõ cốp các bác nhé. Đây là một ví dụ, nhưng mà có một điều này các bác, ở xưởng của Sơn thì rất nhiều các mẫu bàn tròn và các loại bàn tròn khác nhau. Thì Sơn quay cái video này để các bác dễ hình dung thôi. Còn bộ bàn tròn này thì chưa kê lên phòng khách cũng như chưa hoàn thiện. Nó còn ghế, còn lên bóng, còn rất nhiều công đoạn nữa. Nên đây là hàng thô thì các bác nhìn thấy nó đơn giản như thế này, có vẻ bụi bặm bởi vì đây là hàng xưởng. Xưởng như ở video trước Sơn đã quay rồi, xưởng có rất nhiều các bộ bàn ghế khác nhau. Đấy, sập, rồi là bàn ăn, rồi sofa, bàn tròn các loại. Thì nó rất là nhiều như thế thì bụi nó bám bẩn thì các bác thông cảm. Ở trong video thì hình ảnh của Sơn là có như nào thì Sơn quay như vậy, thì mong là các bác thông cảm nhé. Thì cái bộ bàn tròn nó là cái gì? Thì đơn giản nó là một cái bàn tròn thôi. Bàn tròn thì các bác đi ăn đám cưới các bác biết rồi. Bàn tròn mà ở đám cưới ấy, thì là thường thường sẽ là 1m3. Đường kính của nó 1m3 thì là ngồi được 10 người. Thì còn như cái bàn tròn này của Sơn ở đây thì đó là 1m4, hơn 1m4. Thông thường thì bàn tròn sẽ có kích thước khoảng là 1m5. Đấy các bác, 1m5. Ở bên dưới này thì có các loại chân, mẫu chân. Đấy, đây là một trong loại mẫu chân đục, mà mẫu chân đục lớn. Đây các bác, đục lớn đây nhá. Là mẫu chân này thì sẽ có bề rộng của nó là 60 các bác, 60. Cao, bề cao mà từ dưới đất của lên bàn tròn này này thì thông thường sẽ cao cỡ khoảng 75 cho đến 81, 75 đến 81. Thì bàn tròn thông thường sẽ rộng như bàn này là 18 phân. Thì cộng thêm chân nữa, làm sao đấy cho con cao đủ 75 thì sẽ có thể là chân này có thể cao hoặc thấp, bàn này dày hoặc mỏng, thì chân sẽ dày mỏng tùy theo kích cỡ và tùy theo cái quy cách để mình ra được cái bộ chân cũng như là bộ bàn tròn phù hợp. Thế thì bàn tròn này thì tại sao mà bàn tròn lại được ưa chuộng đến như vậy? Bàn tròn thì các bác có thể thấy là có cái câu là hội nghị bàn tròn. Nói vui là các bác đi để chơi bài đúng không ạ? Nhưng mà hội nghị bàn tròn đấy là những cuộc đàm phán, những thương vụ làm ăn, hay là những các bác để ý thấy những cuộc họp hay bàn ăn ở những phòng khách cao cấp này, ở những nhà hàng sang trọng thì toàn ngồi bằng bàn tròn đúng không ạ? Và một tấm bàn tròn này nếu mà kê cái tấm mặt kính lên đây các bác, kê cái mặt kính lên đây thì cũng rất là đẹp. Đặc biệt là khi mà chúng ta làm bóng lên rồi, khi mà chúng ta hoàn thiện hết đâu đấy, vân nổi, kê bóng, bắt đầu kê kính lên cộng với bộ ghế xung quanh hoặc là kê bộ đôn thì nó sẽ hợp lý. Thì bây giờ Sơn quay cái đôn các bác. Thì ví dụ đây cũng có một cái mẫu đôn ở đây. Mẫu đôn này cũng chưa hoàn thiện các bác nhá, cũng chưa thực sự là hoàn thiện hẳn. Thì đây là một trong dòng mẫu đôn có thể sử dụng để làm đôn ngồi cùng với bàn tròn đây các bác. Nhưng mà Sơn thích cái dòng đôn này hơn. Có một dòng đôn nữa là đôn tiện như này các bác này, tiện như này. Đấy. Thế nhưng mà Sơn không thích bằng cái dòng này. Tiện rất đơn giản thôi, nó chỉ làm bóng thôi, có hai cái đường điểm nhấn ở đây, hai điểm nhấn đây. Đấy, thì để cho nó đỡ trơn cái đôn thôi. Đấy. Thì rất là đơn giản như thế, kết hợp tạo thành một cái bộ bàn tròn. Thông thường thì bàn tròn sẽ ngồi cỡ khoảng 8 đến 10 ghế. Với một cái bàn 1m4, 1m5 này thì hoàn toàn chúng ta có thể ngồi được 12 người. 12 người ngồi xung quanh một cái bàn tròn như vậy. Thì để chúng ta có một cái bữa tiệc, chúng ta có thể có được một cái không gian để mà ăn uống này, tiếp khách, uống trà, hay là chúng ta cũng có thể ngồi đây chơi uống trà đàm đạo như thế, rất là hợp lý với một bộ bàn tròn như này. Nhưng mà cái điều quan trọng là bàn tròn thì giá nó rất là phải chăng các bác ạ. Giá rất hợp lý. Mặc dù cái kích thước gỗ ấy các bác, khi mà làm ra bộ sập bằng cái kích thước này, nhưng đối với một cái bộ sập 3m2 có thể cắt thành hai cái bàn tròn thì hai cái bàn tròn sẽ có giá rẻ hơn. Đấy, Sơn không hiểu vì sao lại như vậy.
mặc dù công làm thì tốn hơn, nhưng mà giá lại rẻ hơn, rất hay đấy các bạn. Thì ở trong video thì Sơn chia sẻ với bác về cái bàn tròn sơ lược như vậy, tóm lược để bác hiểu về cấu trúc của nó và một vài cái quy cách để tạo nên cái bàn tròn nó như nào. Thì bác xem và các bác cùng theo dõi tiếp những video tiếp theo nhé các bác nhé.